Xin chào ông Bùi Tĩnh. Thật là may mắn cho chúng tôi ngày hôm nay được gặp ông tại Hoa Thịnh Đốn. Bù lại cái chuyến đi Pháp vừa qua thì chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội, không sắp xếp được thời giờ để phỏng vấn ông tại Paris. Thưa ông, thì đây là một cái buổi phỏng vấn đặc biệt. Chúng tôi không tập trung vào một chủ đề như thường lệ, mà chúng tôi muốn ông giúp cho một số vấn đề dành cho cái bộ phim tài liệu chúng tôi đang thực hiện. Vì vậy, xin hết lòng cảm ơn ông đã dành thời giờ cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Trước hết, thưa ông thì xin được hỏi thăm sức khỏe của ông và cái mục đích cái chuyến đi Hoa Kỳ kỳ này. Cảm ơn anh Duy Linh. Tôi sức khỏe thì cũng bình thường, tuy là tuổi cũng khá nhiều rồi, gần 90 rồi. Tôi sang đây thì để gặp gỡ một số bà con, một số bạn bè, và cũng lâu ngày mới trở lại cái Washington DC và vùng Maryland, Virginia. Thưa ông Bùi Tĩnh, ông là đại tá trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông đã từng là phó tổng biên tập của một tờ báo lớn, tờ báo Nhân dân. Ông là cựu đảng viên Đảng Cộng sản và sau cùng, ông là người tị nạn chính trị tại Pháp. Thì trong buổi phỏng vấn này, ông sẽ trình bày với cái tư cách gì? Tôi sẽ lấy tư cách là một nhà báo tự do, một công dân của thế giới mà luôn luôn suy nghĩ về đất nước và quê hương mình. Thưa ông đã trải qua những khúc quanh lịch sử trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chính những cái khúc quanh đó đã làm thay đổi nhận thức chính trị của ông ngày hôm nay. Xin ông có thể cho biết cái diễn tiến, những sự thay đổi đó như thế nào? Thay đổi thì chắc cũng biết là mỗi một người chịu một cái điều kiện của cái hoàn cảnh lịch sử. Tôi sinh ra ở Hà Nội, ở miền Bắc Việt Nam, trong những cái điều kiện của sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, và có một cái chính thể do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thế nhưng mà trong cái suy nghĩ của tôi đó, thì dần dần tôi thấy là cái chế độ này là không ổn. Và càng đi ra nước ngoài, càng quan sát nhiều bao nhiêu, tôi thì càng thấy nóng ruột, lo cho cái số phận của dân tộc mình, của nhân dân mình. Tôi luôn luôn lạc quan, bởi vì cuối cùng thể nào những cái điều lẽ phải cũng thắng, nhưng mà cái cuộc đấu tranh đó chắc chắn là cam go. Lúc này thì tôi rất mừng là nhân dân ở trong nước dần dần đã tỉnh ra, và đặc biệt là tuổi trẻ và giới trí thức đã tỉnh ngộ. Nhưng mà cái số lượng chưa đông, số người mà ở cái mũi nhọn của cuộc đấu tranh cho dân chủ vẫn còn ít, nhưng mà tôi tin rằng cái lực lượng đó sẽ càng ngày càng đông đảo. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn biết cái yếu tố chính nào đã tác động đến sự thay đổi đó để ông từ bỏ Đảng Cộng sản. Vâng, có lẽ là cái lớn nhất là cái thời sự quốc tế. Ví dụ như cái sụp đổ của cả một cái đế chế Liên Xô. Ví dụ như là cái nổi dậy gần đây của nhân dân Bắc Phi, của nhân dân Trung Đông. Hay là ví dụ như là cái tình hình đột biến ở Miến Điện, từ một cái chế độ độc tài quân phiệt mà chuyển sang một cái chế độ dân chủ. Thì những cái điều đó nó gợi cho tôi nói chung và cho những anh em dân chủ ở Việt Nam những cái suy nghĩ rất là mới mẻ. Tại sao người ta làm được mà ở mình lại không chuyển biến được? Không, sau khi mà cái đế chế của Liên Xô sụp đổ đó, tại sao những chế độ độc đoán cộng sản ở Đông Âu, ở Liên Xô vững mạnh là như thế mà vẫn sụp đổ? Tại sao bức tường Berlin vẫn có thể đổ vỡ? Thế rồi ngoài ra thì tôi cũng là nhà báo, cho nên là tôi đã khui được rất nhiều những cái tài liệu quý. Tôi ham đọc, ham tìm tòi, như cái kho tài liệu ở Moscow,
những cái kho tài liệu ở Library Congress ở đây, hay là những cái kho tài liệu ở Pháp của Bộ Ngoại giao Pháp, thì nó cho tôi rất nhiều tài liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về ông Hồ Chí Minh, về cuộc chiến tranh kéo dài từ năm 45-46 đến năm 75. Bây giờ chúng tôi muốn đề cập đến một nhân vật lịch sử mang một tầm vóc rất lớn trong lịch sử Việt Nam, lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh không phải là một nhà lãnh đạo mà cuộc đời ông là những cái trang sách trong suốt để có thể người ta dễ dàng tìm hiểu về ông. Ông bị bao quanh bởi nhiều mây mù, bao quanh bởi nhiều huyền thoại. Vậy thì ông, xin ông có thể cho biết ông đã quen biết, làm việc hay là tiếp cận ông Hồ Chí Minh trong những hoàn cảnh nào? Trước kia thì tôi chịu ảnh hưởng của cái sùng bái của Hồ Chí Minh, cho nên tôi tin tưởng tuyệt đối và tôi tín nhiệm và ca ngợi ông gần như là một bậc thánh. Ngoài ra thì ông Hồ Chí Minh với tôi thì cũng có những quan hệ riêng đối với gia đình. Như là tôi đã từng gặp, đã từng làm việc cá nhân với ông khi tôi còn ở khu 4, năm 57 đó. Khi ông vào thăm quân khu 4 thì tôi được giao trách nhiệm là soạn cho ông ấy cái bản sơ nói chuyện và có ghi những cái thành tích của bộ đội quân khu 4 để khi ông nói chuyện thì ông biểu dương. Thế hay là trong quan hệ với ông cụ thân sinh ra tôi thì chính ông Hồ đã mời ông cụ tôi ra làm việc khi ông cụ tôi đang còn làm là chánh án của Tòa án Thượng thẩm của Hà Nội trong cái chính phủ Trần Trọng Kim. Thế thì từ đó thì tôi cũng có một cái, cũng không phải là hàm ơn, nhưng mà cũng thấy có cái mối quan hệ tôn trọng, quý mến. Nhưng mà sau này thì tôi nghĩ là mình phải đánh giá một cái khách quan. Cái quan trọng nhất của người lãnh đạo là đưa cái đường lối. Thế tôi nghĩ là cái đường lối ông Hồ Chí Minh đưa về là một cái đường lối sai lầm. Thế tôi nghĩ mãi và đi đến kết luận là phải chăng số phận của dân tộc mình để được đỉnh đoạt vào một cái tối nào đó, khi mà anh thanh niên Nguyễn Tất Thành chưa có kinh nghiệm gì về chính trị đã nhận được ở trong tay cái luận cương của Lenin về vấn đề giải phóng các nước thuộc địa, thì ông ấy la toáng lên là chân lý đây rồi, lẽ phải lên rồi. Và từ đó ông tìm cách sang Moscow, và sau khi sang Moscow trở đi cho đến cuối đời đó, là ông ấy coi như là nắm được, đưa về nước cái chủ nghĩa Mác Lênin về cái đường lối đấu tranh giai cấp, đường lối chuyên nhĩnh vô sản. Và càng ngày người ta càng thấy rõ là đó là một con đường lối sai lầm. Tôi nghĩ là lúc đầu có thể là ông ấy đã lầm lẫn, nhưng rồi khi mà đã đất nước đã đi sâu quá rồi, qua cách ruộng đất đã thấy là sai lầm rồi, nhưng mà không còn có đủ nghị lực để quay trở lại nữa. Và từ đó cho đến tận nay, rồi đến cái hội nghị Thành Đô như tôi đã nói đó, thì đảng cứ lẫn đi sâu mãi vào một con đường sai lầm mà không trở lại được. Cũng có những tài liệu cho rằng những năm cuối đời của ông Hồ Chí Minh, ông đã mất quyền hành. Tất cả những quyết định quan trọng nằm trong tay một số người trong bộ chính trị. Thưa ông, điều đó có đúng không? Đúng một phần thôi. Bởi vì là ông Lê Duẩn với ông Lê Đức Thọ thì coi như là gần như nắm cái quyền lãnh đạo. Nhưng mà cái uy tín của ông Hồ còn lớn lắm. Rồi tất cả những cái chủ trương của ông Lê Duẩn với Lê Đức Thọ sau này đó là đều được ông Hồ duyệt và đồng tình. Dưới chế độ của ông ấy làm chủ tịch đó là ông đóng cửa trường luật, không có luật sư, các tòa án nhân dân là tòa án xử theo ý kiến của đảng, cho nên là ông nói là mang tiếng là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng mà thật ra là nước Việt Nam không có dân chủ mà cũng không có cộng hòa. Ông Hồ Chí Minh được tôn sùng là một nhà đạo đức,
hy sinh mọi nhu cầu cá nhân và gia đình để phục vụ đất nước. Tuy nhiên, có nhiều nhân chứng và nhiều tài liệu tiết lộ cái đời sống riêng tư của ông thiếu đạo đức. Vậy thì theo ông, có người thật của ông Hồ Chí Minh như thế nào? Cái điều mỉa mai là cho đến tháng 5 vừa rồi đó, cách được một tháng, ở trong nước vẫn cứ kêu gọi là học tập đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế thì đạo đức thì tôi nghĩ là người lãnh đạo đạo đức nhất là phải đưa về lãnh đạo theo một cái đường lối đúng. Thế nhưng mà cái đường lối đó đã sai lầm, thì cái đó là cái mà về mặt đạo đức là cái khiếm khuyết lớn nhất. Cái thứ hai nữa là đạo đức là trong cuộc sống. Thế ông ấy cố tô vẽ cho mình là một con người không có vợ con gì hết, tận tụy hy sinh đất nước. Nhưng mà sự thật thì ông có nhiều vợ lắm. Vợ bên Pháp, vợ bên Nga, vợ bên Tàu, vợ trong nước. Lại còn có con riêng nữa, như là Nguyễn Tất Trung. Mà cứ ca ngợi là Bác Hồ đã hy sinh tất cả cuộc đời, không có nghĩ gì đến gia đình, thì cái đó là cái giả dối. Cuối cùng là tôi thấy là không phải một người trung thực. Ví dụ như ông đã lấy tên là Trần Dân Tiên để viết về những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó đầu tiên là ông nói là gì? Là Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người rất khiêm tốn, không muốn kể gì về cuộc đời mình cho ai. Cho nên chúng tôi là Trần Dân Tiên đó, phải đi đường vòng tìm gặp những người trước đây đã làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh để biết về người. Và trong cái nhân danh cái tên Trần Dân Tiên đó, thì ông ấy tự nhận là ông là anh hùng, là còn cao hơn cả là Lê Lợi, Quang Trung đó, vì là đem lại độc lập cho đất nước một cách mãi mãi, và một cái chế độ cộng sản sau này sẽ như là một cái thiên đường trên quả đất này. Theo ông thì ông Hồ Chí Minh có cái điểm nào nổi bật để người ta phải hiểu được cái con người thật của ông? Tôi nghĩ là ông Hồ là một con người sống muôn mặt, muôn hình. Tôi nghĩ mãi và sau này mình biết là do ông ấy đào tạo là một đặc vụ của KGB, một cái đặc vụ của Quốc tế Cộng sản. Cho nên người ta nói là ông là một con người đã được rèn luyện, cho nên ông đóng kịch giỏi lắm. Khi cần khóc thì khóc, khi cần cười thì cười, và tự là tô vẽ mình là một con người dân chủ, một người yêu nước, tên là ái quốc mà, chứ không có dính gì đến chủ nghĩa cộng sản cả. Ông biết là chủ nghĩa cộng sản không được nhân dân là tín nhiệm, không được nhân dân ưa muốn, cho nên ông che giấu kỹ cái bản chất cộng sản của mình, trong khi ông nắm được cái mission, tức là cái trách nhiệm, cái sứ mệnh là đưa chủ nghĩa cộng sản về áp dụng ở cả Đông Dương và một phần là ở cả cái Đông Nam Á. Có những tác giả ngoại quốc tin rằng đằng sau cái con đường cộng sản quốc tế mà ông Hồ Chí Minh đã chọn lựa thì ông vẫn theo chủ nghĩa dân tộc. Điều đó có đúng không? Trước đây tôi cho là đấy là những ý kiến xác đáng. Nhưng mà sau khi nghiên cứu kỹ đó, ví dụ như đọc cái quyển hồi ký viết về Trần Đức Thảo đó, thì tôi mới thấy là những cái nhận thức như thế là sai. Ví dụ như có một nhà nghiên cứu Nhật đã cho là ông là con người dân chủ hơn là cộng sản. Tôi thì tôi cho là ông là con người luôn luôn có lập trường cộng sản sau khi được đào tạo ở Moscow về. Do đó mà từ khi trước kia tôi coi là ông nhân vật rất tích cực, nhân vật tuyệt vời, vật đúng đắn. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ là ông là một nhân vật cực kỳ tiêu cực, có hại cho đất nước nếu xét về tổng quát cả. Cho nên là ông đã đem về những cuộc chiến tranh là hao người, mà toàn là những thanh niên là những cái chất bơ, chất quý báu nhất của dân tộc, và dân tộc ta bị tổn thất biết bao nhiêu thời gian, 30-40 năm, hàng nửa thế kỷ nay là thực hiện với cái chủ trương mà ông đưa về là một cái chuyện sai lầm.
trên Internet đang lưu hành một số bài vở với những cái chứng cớ, hình ảnh xác nhận rằng ông Hồ Chí Minh chính là người Trung Quốc. Thưa ông, thì những tài liệu đó hư thực như thế nào? Tôi nghĩ đây là một cái âm mưu của cái bọn tình báo Hoa Nam. Nó dựa vào một cái bài viết của một ông tên là ông Hồ Tuấn Hùng. Ông Hồ Tuấn Hùng đó, thì ông nói là cái ông bác ruột của Hồ Tuấn Hùng là hiện nay là nằm trong lăng của Hồ Chí Minh, là người tổng. Thì tôi nghĩ là không phải như thế. Bởi vì là chúng tôi thấy là chúng ta không nên đánh giá thấp cái tình báo của Thượng Giới Thành, cái tình báo của Đệ Tam Quốc Tế, của Nga Xô, tình báo của Pháp, tình báo của Anh, Intelligence Service, tình báo của CIA của Mỹ. Làm sao mà đánh lừa tất cả những cái đó? Cho nên tôi nghĩ là đây là một cái thủ đoạn rất dễ lật mặt của Trung Quốc để mà gây rối về cái tình chính trị ở trong nước thôi. Trong chiến tranh, bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là một cái khối thuần nhất, quyết định mọi đường lối và chủ trương cho Đảng Cộng sản. Thưa ông, thì ngày hôm nay, cái bộ chính trị đó có còn thuần nhất một khối nữa không? Trước kia thì bộ chính trị rất ít người, 7 hay 9 người. Và theo cái nếp đó, thì họ luôn luôn nghĩ rằng là cố tạo nên một hình ảnh mà thực sự là thế, là toàn đảng đoàn kết, trung ương là một khối như là kim cương monolithic, không thể rạn nứt được. Là chủ tịch đảng hay là bí thư thứ nhất hay là tổng bí thư của đảng đó nói gì là toàn thể bộ chính trị tuân theo, và toàn thể ban chấp hành trung ương tuân theo, thì cái tình đã đổi khác. Cả cái Đảng Cộng sản nó đã sa sút về chất lượng, sa sút về đoàn kết, và càng ngày cái sự chia rẽ thành phe nhóm lợi ích ấy, là càng ngày càng rõ. Ví dụ như hiện nay là bộ chính trị có 14, rồi gần đây từ năm kia là có 16 người. Thì ngay trong cái chủ trương ở Biển Đông hiện nay đã chia đôi ra rồi, mỗi người một hướng. Và theo tôi được biết thì cái phái kiên định ngả theo Trung Quốc là do cái trung tâm ông Nguyễn Phú Trọng làm cốt cán thì cũng được là 4-5 người. Thế còn cái phía mà ông Nguyễn Tân Dũng chủ trương ra vẻ là phản đối một cách mạnh mẽ đó, lên án Trung Quốc với thế giới và có thể kiện đó, thì hiện nay cũng chỉ được 4-5 người. Thế còn có 4-5 người nữa trong 16 người đó thì còn lưỡng lự, chưa bên nào đạt đa số. Do đó nó kìm hãm là ông Phạm Bình Minh là ủy viên Trung ương Đảng thôi, nhưng là Bộ trưởng Ngoại giao vẫn chưa lên đường được theo lời mời của phía Mỹ để mà bàn về cái khủng hoảng Biển Đông và bàn về cái quan hệ giữa hai nước. Nói về cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay cũng đồng nghĩa nói về Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong việc điều hành đất nước, giải quyết các khó khăn nội bộ và đối phó với bên ngoài, đặc biệt trong vụ Biển Đông vừa rồi, thì theo ông vẽ cái bức tranh về Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay như thế nào? Trong thời kỳ chiến tranh thì có thể nói là do tuyên truyền mà Đảng Cộng sản được cái tín nhiệm tuyệt đối. Trong chiến thắng đó, 30 tháng 4 họ cũng được cái sự tin tưởng tuyệt đối. Bởi vì cũng trong chiến tranh đó, những người Cộng sản lãnh đạo đó phần lớn là đều vào tù ra tội. Nhưng mà bây giờ thì không phải. Bây giờ có ông nào ở tù đâu. Thế trước kia người ta gọi là Đảng ta, chế độ ta. Thế bây giờ anh về Hà Nội rồi bảo bọn họ, thậm chí anh lái xe taxi là thậm chí gọi là chúng nó, khinh bỉ, chứ không có tôn trọng. Thì cái đó là đủ biết nó khác một trời một vực rồi. Đảng Cộng sản hiện nay là ở thời kỳ dã đám,
Bởi vì là về mặt lý luận đó, sau khi Liên Xô là đảng đàn anh số 1 mà vỡ đến như thế, sụp đến như thế thì còn có gì nữa. Thế và Đảng Cộng sản Trung Quốc giờ không còn là tấm gương nữa, cũng vỡ rồi. À, thế cho nên là cái uy tín của đảng thấp nhất, chia rẽ của đảng bây giờ ra thành ra từng phe phái lợi ích. Bây giờ tôi nghĩ là tất cả những cái lực lượng chống đối bây giờ tập hợp lại, chống đối trong trí thức, chống đối trong nông dân, chống đối trong tôn giáo, chống đối trong các nhà kinh doanh vừa và nhỏ bị chèn ép, tạo nên một cái tập họp thì có thể đọ sức được, và nhân dân sẽ theo họ, sẽ hấp dẫn họ để mà làm cuộc cách mạng khác, để có một cái đường lối khác và có dân chủ. Thông thường thì việc bầu cái Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam dựa theo những tiêu chuẩn nào? Tôi nghĩ là nó theo những cái yếu tố rất là ngẫu nhiên, không có cái sàng lọc để tìm ra được lên cao nhất những cái nhân tài. Đáng lẽ Đảng Cộng sản phải chọn cái người nào là cái người xuất sắc nhất, có tư duy thông minh nhất, mà có một cái tinh thần cách mạng kiên cường nhất. Thế ví dụ như ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay là một con người ngang với một anh bí thư tỉnh ủy, không được bằng nữa. Người ta gọi là ông Trọng Lú. Ông sang Cuba mà giữa thời đại hiện nay mà còn giảng giải về chủ nghĩa Mác Lênin, còn giảng giải về vai trò của chủ nghĩa cộng sản, còn nói rằng là sau này phe xã chủ nghĩa sẽ được khôi phục và chủ nghĩa cộng sản sẽ chinh phục được toàn thế giới. Lầm cầm đến thế mà Brazil hôm sau phải đóng cửa lại và tôi không mời anh nữa, anh phải lủi thủi ra về. Đấy thì người đứng đầu đảng là kém cỏi những cái độ như thế. Hay trước ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Nông Đức Mạnh là một con người hết sức là tầm thường. Những buổi nói chuyện của ông là chán ngấy lắm, mà không đưa ra được một cái tư duy gì. Mà sau khi mất chức rồi đó, còn tranh người yêu với đứa con trai, còn muốn xây dựng với những cô vợ vừa mới chết, xong được mấy tuần lễ, đã muốn cưới một cái người vợ khác. Thì cái đạo đức nó là như thế. Hay ông Đỗ Mười trước đó, nói thật là một anh lái lợn, trình độ như thế là trình độ học vẫn rất thấp, trung học chưa đạt được, thế mà lại đứng đầu một đảng. Thưa ông, bây giờ nói về hội nghị Thành Đô. Đối với người dân Việt Nam, nói về hội nghị Thành Đô tức là nói đến những bí ẩn giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Xin ông cho biết cái hội nghị Thành Đô đã được chuẩn bị như thế nào, ai chuẩn bị, diễn tiến ra làm sao, những thành phần nào trong đảng Cộng sản Việt Nam được tham dự, và sau hội nghị thì những gì đã xảy ra cho Việt Nam về lãnh thổ và lãnh hải. Có thể nói là cái hội nghị Thành Đô là cái bẫy do chính Đặng Tiểu Bình dương ra. Sau khi nó đã dạy cho Việt Nam một bài học năm 1979, thế thì nó dạy cho Việt Nam bài học thì nó nghĩ rằng là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thấm đòn. Cho đến năm 90 thì nó răng cái bẫy đó, và nó thấy là tình hình kinh tế của Việt Nam kiệt quệ, bị phong tỏa, khó khăn lắm, cho nên nó mở ra. Nó mời, nhưng chính là nó triệu tập những cái nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam phải có mặt ở Thành Đô, bí mật không được nói cho ai biết hết, là thủ đô của Tứ Xuyên chứ không phải đi Bắc Kinh. Thế nó triệu tập đích danh là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười và Cố vấn số 1 là Phạm Văn Đồng, mà nói rõ là không mời là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Được, nó biết là Nguyễn Cơ Thạch nó cũng là chống tộc. Nhưng mà sau này để lộ ra thì cái điều kiện thứ nhất là gì? Là anh phải xóa bỏ ngay cái lời nói đầu của Hiến pháp mà mở ra nói rằng là kẻ thù
xưa nay là đập ở Đại Hán và hiện nay là bành trướng Trung Quốc, và ta phải luôn luôn cảnh giác đối với bọn xâm lược ở phương Bắc đấy. Thế thì đúng là sau đó thì người ta đã sửa hẳn hiến pháp và bỏ cái lời nói đầu của cái hiến pháp đó đi. Cái thứ hai là phải gạt Nguyễn Cơ Thạch ra và cử tay này khác vào làm Bộ trưởng Ngoại giao. Thế thì sau đó thì họ đã bảo là đưa ông Nguyễn Mạnh Cầm vào. Thế thì còn những cái nội dung khác ấy, thì nói rõ và nó thể hiện bằng những cái hiệp định của năm 2000, là những cái hiệp định về trên biển và trên đất liền, và mất không biết bao nhiêu trên biển, tức là hàng vạn cây số vuông, và mất trên đất liền là một mảng rất lớn ngay ở Mục Nam Quang, Ải Nam Quang. Thế thì ngay cái thời kỳ đó, Nguyễn Cơ Thạch đã kêu là Thành Đô là gì? Là đây là một cái thảm họa. Từ sau cái Thành Đô là gần như là cái đầu hàng là của Nguyễn Văn Linh, của Đỗ Mười, của Phạm Văn Đồng đó. Mà cái người đạo diễn của phía Việt Nam chính là Lê Đức Anh. Lê Đức Anh nó làm ra cả cái tổng cục 2 đó, tạo ra cái đó là do Trung Quốc giật dây, và từ đó mà theo con đường là ngả nhất biên đảo mà Y Phiên Thảo là đã không phải giả vờ là đi hai chân đi song song, thế nhưng mà chính là luôn luôn phải ngả về Trung Quốc, và từ đó mới có là bốn tốt, đồng chí tốt, rồi 16 chữ vàng là gắn bó mãi mãi, là cái tình hữu nghị không bao giờ phai giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì chính cái nó trói, nó là cái xiềng, nó là cái gông mà đã quàng vào cổ dân ta 24 năm. Và bây giờ do cái sự kiện Biển Đông, cái cao ngạo của Tập Cận Bình đó, thế giới ta buông tay ra, giơ tay ra cho ta, đây là cái thời cơ tốt nhất, nhưng mà không chắc Đảng Cộng sản đã nắm được, nhưng mà lòng dân đã thay đổi. Ông có nghĩ rằng vẫn còn những bí mật khác từ hội nghị Thành Đô mà Trung Quốc sẽ tiết lộ tùy theo cái thái độ của Cộng sản Việt Nam, hay là tùy theo cái nhu cầu của Trung Quốc trong cái mộng bành trướng thôn tính Việt Nam ngày hôm nay? Những cái bí mật thì khó mà biết được, người ta chỉ phỏng đoán thôi. Thì tôi thấy là sau đó thì hàng loạt đó là mở cửa cho cái xâm nhập, mà cái xâm nhập đây thì tôi nghĩ là nó không cần dùng quân sự đâu. Đây là một cái thuộc địa kiểu mới của thằng đế quốc Bắc Kinh. Kiểu mới tức là gì? Kiểu mới nó chỉ cần cái lãnh đạo đây là tay sai của nó thôi. Nó bảo gì nghe nấy ra. Và bây giờ nó thâm nhập là gì? Về kinh tế là cơ bản. Các nhà máy lớn nhất và làm ra các công trường lớn nhất, điện này, cơ khí này, hóa chất này, bô xít này, khai khoáng này, bây giờ là toàn là mở cửa cho Trung Quốc hết. Nguy hiểm lắm. Trao đổi mậu dịch là số 1 là đối với Trung Quốc. Mà nó mang hàng hóa vào một phần thì nó phá. Nó mua móng trâu, mua tất cả cái rễ hồi là để nó phá nát cái nền kinh tế của ta. Thế rồi là nó đưa công nhân vào không có giấy tờ gì hết. Do đó mà nó thâm nhập cả vào đến cái vùng Tây Nguyên, cả đến vùng Nam Trung Bộ và đến tận là Cà Mau cơ mà. Do đó mà tôi nghĩ là cái xâm nhập về người, nhưng mà quan trọng nhất là nó giữ cái đường lối của anh. Tháng 5 năm 2014, một cuộc biểu tình đã nổ ra tại Bình Dương và một số thành phố rất ngoạn mục. Những điều đáng chú ý là sau các cuộc biểu tình đó là những cuộc đập phá các cơ sở kinh doanh của người Tàu. Theo ông thì cái việc đập phá đó nó có phải do chính những người biểu tình chủ động hay không? Hay là có bàn tay nào đằng sau điều khiển? Thì có thể nhiều nguyên nhân. Bọn xã hội đen nó phá rối để nhân đó nó hôi của. Thì ở đâu cũng có. Đốt phá xong rồi nó vào nó hôi của nó đưa về nhà. Nhưng mà cái cơ bản là vấn đề chính trị. Người ta bảo đấy là do bọn tình báo Hoa Nam đã gây nên. Gây nên để buộc cái nhà nước Cộng sản đó phải đàn áp.
bởi vì là nó rất lo là làm như thế thì người ta sẽ rút vốn, rồi tất cả những cái sẽ gây ra khó khăn về kinh tế, buộc nhà nước phải đàn áp. Thì đó là cái thâm hiểm của nó. Và bây giờ càng rõ là như thế. Nó có sẵn là chính bọn là Trung Quốc gây nên cái chuyện đó, tự đốt phá cái đó. Nó biết đây là cái tổn thất, nhưng mà chính phủ Việt Nam phải chịu và phải ngăn chặn ngay. Và từ đó nó ngăn chặn cái biểu tình về chính trị. Ông đã từ bỏ Đảng Cộng sản. Đâu là những cái nguyên nhân chính để dẫn đến cái quyết định quan trọng này? Vì tôi thấy là ở trong nước tôi đã kiến nghị, tôi đã góp ý cả với ông Trường Chinh, tôi đã viết những bài về chống kiêu ngạo. Thế mà tôi thấy là không ăn thua. Có những bài tôi viết rất là đơn sơ thôi, nhưng mà họ đã họp cán bộ của Báo Nhân Dân đó để đấu tố tôi. Đấu tố tôi là gì? Là nhân cái Tết tôi viết một bài sau tình Ba Lan lúc đó đó. Cái bài là Sắc Xuân của Dòng Chảy. Thì tôi nói là cái phong trào dân chủ ở Ba Lan, rồi ở Đông Âu, rồi bức tường Ba Linh sụp đổ là một cái dấu hiệu tốt. Trong khi đó, Đảng Cộng sản với Liên Xô thì coi đó là một cái nguy cơ. Thế thì họ họp cán bộ cốt cán của Báo Nhân Dân, họ bắt tôi ngồi ra đó để mà người ta gần như là đấu tố thời cải cách ruộng đất, tức là đồng chí Bùi Tiến là phó tổng biên tập của Báo Nhân Dân để viết sai đường lối của Đảng. Thế thì chắc chắn là tôi sẽ mất chức và chắc chắn là họ sẽ còn gây tôi khó khăn nữa. Nhưng tôi nói rằng là nhất định tôi phải tìm cách để thay đổi cái đường lối của Đảng rất nguy hiểm. Thế và tôi cảm thấy tôi bị đe dọa. Và tôi thấy là tôi phải đi đường vòng để làm sao cái suy nghĩ của mình về chính trị đó, cái kiến nghị của mình đi được vào nhân dân. Thế do đó mà nhân khi mà tôi được mời sang Pháp, Đảng Cộng sản Pháp mời tôi để dự cái hội báo hàng năm của báo Nhân đạo Humanité đó, thì tôi quyết định ở lại và tôi gửi về cái kiến nghị 12 điểm về dân chủ hóa đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mình làm thế là bổ ích hơn. Khi đến tị nạn tại Pháp thì ông có bị đe dọa về an ninh cá nhân hay không? Cái chính phủ Pháp và Bộ Ngoại giao Pháp biết rõ lắm, cho nên họ biết tôi ở trong một cái tình thế nguy hiểm, cho nên là họ luôn bảo vệ cho tôi, luôn luôn có những cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ các cái cơ quan an ninh, tôi đến đâu họ cũng có nói rõ là có những gì thì ông gọi cho chúng tôi, số điện thoại này, số sĩ quan này là liên lạc riêng đối với ông để che chở cho ông. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không có gì cả, người ta giữ chủ như thế. Nhưng mà tôi nghĩ là sứ quán, anh em ở đấy cũng nhiều người biết tôi, biết lắm. Họ cũng hiểu cái động cơ của tôi, không có cái động cơ gì xấu xa phá hoại cả. Chỉ có ở trong nước thì là cái ban tuyên huấn và một số nhà báo đó được lệnh viết để mà nói xấu tôi. Nhưng mà không ăn thua, bởi vì tôi sống như thế nào thì ở trong nước anh em nhà báo ta biết lắm. Cho nên tôi vẫn yên tâm là mình vẫn được sự quý mến, thậm chí còn quý mến hơn trước nữa. Và gia đình còn kẹt tại Việt Nam thì có bị khủng bố, có bị đe dọa, có bị áp lực nào đối với các thành viên trong gia đình hay không? Vâng, họ cũng cố tìm quấy. Đầu tiên là cắt điện thoại, họ kiểm soát thư từ của tôi về. Thì tôi phải tìm cách liên lạc khác. Thì vợ tôi họ bắt phải về hưu sớm. Thì hỏi họ bảo là bà biết rồi đấy, điện thoại nhà tôi bị cắt ngay cho đến tận hiện nay. Và vợ tôi đến bưu điện để trả tiền để mà lắp lại điện thoại, nó không cho. Nó không giải thích, nó bà hiểu đấy. Thế tất nhiên là có những khó khăn. Con gái tôi thì làm bác sĩ, nó không cho lên lương, không cho lên cấp nữa. Thì tất cả những họ hàng tôi, nhiều người bị lắm. Thế nhưng mà tất cả đều xác định là tất cả tôi làm là đúng. Những hy sinh đó là cần thiết.
sẵn sàng chịu đựng để vượt qua. Theo ông á, thì Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ muốn sống còn thì phải họ chọn con đường nào? Bây giờ là họ phải thay đổi đường lối chứ. Họ phải vượt qua chính họ. Đối nội là phải thực thi dân chủ thứ thật, bầu cử tự do, phải thực hiện đúng hiến pháp, rồi có quyền lập hội. Lập hội có thể là tập họp liên minh hay gì đấy để mà đọ sức với Đảng Cộng sản. Và chính cái đó có thể cứu Đảng Cộng sản, cái phao cứu sinh cho Đảng Cộng sản. Vì Đảng Cộng sản đổ đốn hiện nay là vì là một mình một chiếu, không có ai kiểm soát. Bây giờ có một đảng khác lên thì cạnh tranh, giám sát, cho nên buộc anh đi vào khuôn phép và buộc anh phải trong sạch, ngăn chặn được cái đà suy sụp. Cho nên nếu mà họ khôn thì họ đi theo con đường như thế, mở ra cái dân chủ như tất cả các nước dân chủ khác, để cho các đảng dân tộc khác, đảng yêu nước khác xuất hiện, đọ sức với Đảng Cộng sản, để cho Đảng Cộng sản rèn luyện mình, tự làm mình cho trong sạch, và phải chịu cái trò dân chủ, tức là lá phiếu của nhân dân tín nhiệm ai sẽ thắng đó. Và từ đó thì thay đổi cái đường lối đối ngoại, tức là đối ngoại là kiếm bạn nước ngoài mà chơi. Đây là quyền tự do chứ, quyền liên minh chứ. Tại sao bây giờ lại nói là Việt Nam nhất định không liên minh với ai? Tôi có quyền liên minh với Nhật Bản, liên minh với Ấn Độ, gần tôi hơn là tôi có quyền liên minh với Philippines, với Malaysia cùng bị Trung Quốc lấn lướt. Thế rộng hơn nữa, tôi có quyền liên minh với cả Liên Âu, là 28 nước dân chủ. Tôi có quyền liên minh với Hoa Kỳ, thậm chí là chặt chẽ nhất về mặt quân sự, để có một cái lực lượng bảo vệ mình, che đỡ mình, binh vực mình một cách công khai chính đáng. Hiện nay thì tôi nghĩ là họ sống được là dựa vào một số yếu tố. Ví dụ như là cái thần tượng Hồ Chí Minh là vẫn còn tồn tại, chưa bị sụp đổ hẳn như là sự cần thiết nó phải sụp đổ. Tôi nghĩ là không cần phải chửi bới gì ông Hồ, nhưng mà chỉ cần chứng minh rằng cái đường lối ông đi đã sai, đạo đức của ông không phải là tiêu biểu, ví dụ như thế, để mà tăng thêm cái nghị lực tự tin của nhân dân, không có sùng bái một cái lý tưởng, một cái đường lối là chuyên chính vô sản của ông Hồ nữa, thì đấy là một điểm. Cái điểm nữa là nó sống dai là bởi vì lòng dân thức tỉnh chưa đủ mức, chưa đủ cái độ thức tỉnh. Ví dụ như xuống đường thì hiện nay mới xuống đường nhiều nhất là 7.000, 10.000. Nhưng mà phải như là Gandhi đó, là xuống đường một lúc đến 20 vạn. Hay là Tunisia đó, lúc đầu cũng 3.000, nhưng đến khi 9.000 trong một nước nhỏ thì là tổng thống chuẩn. Những cái kiến nghị cũng quan trọng chứ. Kiến nghị trước đây có 3.000, 7.000. Năm ngoái kiến nghị lớn nhất là 14.785 người, phần lớn là trí thức. Thế thì phải có những kiến nghị hàng vạn, hàng chục vạn, thể hiện rõ cái nhất tâm. Hoàng Sa của Việt Nam mất năm 1974 sau cái trận hải chiến quyết tử giữa Việt Nam Cộng Hòa và Trung Quốc. Vào thời điểm đó thì ông có nhớ rằng Đảng Cộng sản đã phản ứng như thế nào? Tôi ở báo Nhân dân chứ. Trong ban biên tập là anh em sôi nổi thảo luận lắm. Thế nhưng mà được chỉ đạo của ban tuyên huấn á, thì họ nói rõ trong nội bộ giải thích trong đảng là gì? Là các đồng chí yên tâm, Hoàng Sa mà ở trong tay của Trung Quốc đó có lợi hơn là còn ở trong tay phía Nam, miền Nam. Họ lập luận là gì? Là Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của ta, ở trong tay của Trung Quốc cũng như là của trong tay của ta thôi. Đó là điều đáng mừng, chứ không đáng lo gì cả.
hôm nay thì Biển Đông đang dậy sóng. Sau khi Trung Quốc đưa cái giàn khoan vào lãnh hải vùng chủ quyền của Việt Nam, thì theo ông thì Trung Quốc dựa vào những cái yếu tố nào để họ táo bạo tạo ra một cái biến cố như vậy, thách thức Việt Nam, thách thức các quốc gia liên quan tới Biển Đông, và cũng có thể là thăm dò phản ứng của Hoa Kỳ. Đây là một cái chủ trương chiến lược mới của Tập Cận Bình. Bởi vì Tập Cận Bình mới lên được hơn một năm nay, và ông ta muốn củng cố cái vị trí của mình. Hai nữa là tình nội bộ của Trung Quốc sau vụ là Bạc Như Lai, rồi sau cái vụ gần đây của Chu Vĩnh Khang mà lên đến 250 người cán bộ cao cấp bị bắt, bị tù, bị tra hỏi, thì nó muốn chĩa cái mũi nhọn ra ngoài, muốn tìm một cái thắng lợi ngoại giao để củng cố cái vị trí mới lên của Tập Cận Bình. Thì cái hướng mà nó phát triển hiện nay đó, hướng bành trướng của Trung Quốc, phía đông thì nó tắc, vấp phải Nhật Bản, phía tây thì xa xôi quá, cho bây giờ chỉ độc còn có một phương duy nhất là phía nam. Thì ý đồ chiến lược của nó là nó định đi qua Lào, Campuchia, Miến Điện, và đặc biệt là trước khi đó phải chinh phục cho bằng được Việt Nam. Thế nó đinh ninh là cái ban chấp hành trung ương hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nó đã nắm được. Và nó đinh ninh là do Đảng Cộng sản đã nắm được công an, nắm được nhân dân, cho nên là sẽ thuần phục nó. Cho nên là nó đến đây, nó đây là một cái test, một cái coi như là bắt mạch, thăm dò. Nếu mà nó đặt được giàn khoan đó một thì nó sẽ đặt 2, 3, 4. Nó thăm dò xong được thì nó sẽ khai thác luôn. Thì cái ý đồ của nó là bởi vì cái khủng hoảng dầu mỏ hiện nay trên thế giới đang lan rộng, mà Trung Quốc đang cần nhất là cái dầu mỏ. Cho nên nó ngắm ngay cái nguồn dầu mỏ của Việt Nam để nó cướp lấy. Thì tôi nghĩ là do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả về chính trị để chĩa ra ngoài, cả về cái hướng bành trướng chính ở phương Nam lâu dài, cho đến cái khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc cấp bách mà nó đặt cái giàn khoan đó. Vậy theo ông, đâu là giải pháp khả thi nhất trong vấn đề Biển Đông? Theo tính toán của Tập Cận Bình, theo tính toán của tình báo Trung Quốc, nhất là tình báo Hoa Nam nó thâm nhập vào Việt Nam đó, thì nó rất chủ quan. Nó luôn luôn theo cái tư duy của Đại Hán, của nước lớn, muốn gì là được. Để xưa nay nó muốn cái Việt Nam, ban chấp hành trung ương phải đầu hàng nó ở Thành Đô thì nó cũng được. Ngay sau cái chiến tranh nó đã đánh mình đau đến như thế, dân căm thù như thế, mà như thế là ban chấp hành trung ương cũng buộc phải đầu hàng nó. Thì nó nghĩ là lần này nó làm thì Việt Nam cũng sẽ lại im đầu hàng thôi, chỉ có cái phản ứng nhẹ nhẹ thôi. Cho nên cái phản ứng của Việt Nam cho đến nay đó là hoàn toàn bất ngờ đối với Trung Quốc. Và nó cũng bất ngờ là cái phản ứng của Nhật Bản, của Philippines, của Hoa Kỳ lại mạnh đến như thế. Và nó càng bất ngờ là trong bộ chính trị của Việt Nam lại có một số thiểu số dám chống lại nó một cách mạnh đến như thế. Thế thì do đó mà tôi nghĩ là đây là thời cơ lớn lắm để qua cái sức mạnh phản kháng của nhân dân đó mà tác động lên đến cái Trung ương Đảng và đến Bộ Chính trị. Hiện nay cái tác động đầu tiên đã phân hóa, nhưng phân hóa chưa đủ. Tôi nghĩ là phải có một cái phản ứng của nhân dân mạnh hơn nữa, đặc biệt là của giới trí thức mạnh mẽ hơn nữa, thì may ra mới có thể phân hóa được. Theo tôi được những anh bạn thân thiết nhất ở Hà Nội cho biết đó, thì Bộ Chính trị hiện nay 16 người, thì 5 người là vẫn là cứng cỏi.
theo Nguyễn Phú Trọng, đó là Tô Huy Rứa, thời Tây là trưởng ban tổ chức Trung ương, đó là Đinh Thế Huynh là trưởng ban tuyên huấn Trung ương, thế một phần là Phùng Quang Thanh, thế rồi một phần nữa là một số tay như là bà Tổng Thị Phóng là phó chủ tịch Quốc hội. Thế còn cánh của Dũng đó, Nguyễn Tấn Dũng mà tỏ ra phản đối một cách ngày càng mạnh mẽ đó, và được nhân dân và trí thức rất là tin cậy và thúc đẩy lên đó, thì ta kể ra là có thể là Nguyễn Tấn Dũng, có thể là Lê Thanh Hải ở miền Nam, có thể là Lê Hồng Anh cũng là người ở phía Nam, thế và có thể nữa là Nguyễn Xuân Phúc là tay phó thủ tướng. Thế còn sáu tay nữa thì còn lưỡng lự. Thì yêu cầu của Mỹ là mời Phạm Bình Minh sang để bàn gấp về cái khủng hoảng Biển Đông và về tăng cường quan hệ của Việt Mỹ đó, thì vẫn trì hoãn đến hôm nay là ngày thứ 9 rồi. Theo ông thì đâu là những con bài tẩy của Cộng sản Việt Nam mà Trung Quốc đã nắm được để buộc họ không thể phản ứng mạnh trong vụ Biển Đông, ngoài những lời lẽ có tính cách là xoa dịu dư luận? Có phải đó là vì những cái thỏa thuận ngầm từ trong chiến tranh giữa hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, những món nợ trong chiến tranh chưa trả hết, hay là những bí ẩn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký kết trong hội nghị Thành Đô không? Gần đây phía Trung Quốc của Hoa Nam đó, cái tờ báo là The Morning China đó, thì nó có nói đến cái món nợ của Việt Nam với Trung Quốc hiện nay là lên đến 570 tỷ đô la. Thì đây là nó phóng toáng lên như thế để nó đòi nợ thôi, chứ phía miền Nam nó nói rõ là Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai cũng đã nói là xóa hết nợ rồi, là vì Việt Nam đóng góp vào là cái sinh mạng của quân đội mình rồi, là cái quý nhất rồi, cho nên sau cái thắng lợi là thôi, thì bây giờ nó lại trở lại để nó đòi nợ, đó là một kiểu là định làm cái lây bây cái chuyện như thế để mà khuất phục, nhưng mà cái điều này là vô lý. Thì tất nhiên là họ có những cái bài tẩy của nó, bài tẩy có thể là về tình báo, nhưng mà quan trọng nhất là nó đã đút lót đô la, tiền đồng, các thứ vân vân cho một số cái lãnh đạo. Thế rồi có thể là tình báo nó đã nắm mỗi những cái vị yếu của từng vị một, về mặt đạo đức, về mặt ăn chơi vân vân, như là Lê Khả Phiêu đã từng sang Trung Quốc ăn chơi và bị nó chụp ảnh với các thứ đấy, thì nó nắm đằng chui. Nhìn về tương lai Việt Nam, ông bi quan hay là lạc quan? Tôi là con người luôn luôn lạc quan, tất nhiên là có lúc lạc quan một cách dè dặt, bởi vì là tôi nghĩ là nhân dân ta đó, cái tiềm năng, cái lương tri, cái thức tỉnh là cái tất yếu, gắn bó với thời đại là cái tất yếu, cho nên về mặt đó tôi rất lạc quan, và quan sát cái diễn biến của thế giới tôi lại càng lạc quan. Tôi đã từng sang Đức, cái đại hội đảng cuối cùng đó, Honecker nói rằng là bức tường Berlin này sẽ tồn tại đến thế kỷ 21. Vừa nói thế thì 2 tháng sau sập. Thì có những cái diễn biến bất ngờ. Năm 88 tôi đã qua Liên Xô, mình tưởng là cái Liên Xô sẽ bền vững mãi mãi. Đất nước Mỹ là hùng mạnh đến như thế, đọ sức với Mỹ như thế. Nhưng đùng một cái, tháng 8 năm 91, tan, bất ngờ. Bất ngờ đến mức mà những người lãnh đạo Việt Nam lúc bây giờ sang Paris đó, ông Phan Văn Khải đã nói thật với cán bộ sứ quán là Liên Xô đã sụp đổ. Không chắc Việt Nam mình có trụ nổi hay không. Họ bản thân mình họ sợ đến như thế cơ mà.
Cho nên tôi nghĩ là những cái gì đến, phải đến, chắc chắn sẽ đến. Tức là cái chủ nghĩa Mác Lênin nó mất rồi. Chủ nghĩa xã hội hiện thực hết rồi. Hôm nọ tôi đi cùng với anh Củ Huy Hà Vũ đến cái tượng đài của người phụ nữ cầm đuốc mà đánh dấu cái nạn nhân là 100 triệu sinh linh của thế giới đã chết vì chủ nghĩa cộng sản. Thế thì lý do gì mà chủ nghĩa cộng sản còn tồn tại? Và những người cộng sản Việt Nam có biết cái chuyện đó không? Tức là trong thế kỷ 21, chủ nghĩa cộng sản hiện thực là cái tai họa lớn nhất, tai họa hơn cả phát xít Hitler. Và cái tai họa đã bị xóa bỏ ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Thế thì anh gì mà anh bám lấy chủ nghĩa cộng sản, bám lấy chủ nghĩa xã hội, nó hoàn toàn là tội ác của thế kỷ cũ. Cho nên tôi rất là lạc quan. Và cái lạc quan thứ hai là tôi tin là tuổi trẻ của ta đang thức tỉnh. Đấy là cái lực lượng đông nhất, mạnh nhất, có ý chí nhất, cả phụ nữ lẫn thanh niên là đang thức tỉnh. Đã có lần ông viết đâu đó, quá khứ của những người như ông, công lao thì ít mà sai lầm thì nhiều. Xin ông nói rõ thêm. Là chủ nghĩa cộng sản là một sai lầm. Một sai lầm, thậm chí có thể gọi chủ nghĩa cộng sản hiện thực là tội ác. Nếu không có chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, thì ta đâu có chiến tranh bị chết hàng mấy triệu người. Ta đâu có lạc hậu về chính trị, ta đâu có gian khổ, hy sinh mà vô vọng, lạc hậu so với lại Thái Lan, với Philippines, với Indonesia hàng mấy chục năm về cuộc sống. Cái đó là vì đâu? Vì chủ nghĩa cộng sản, vì Đảng Cộng sản. Cho nên là tôi đã viết bao nhiêu cuốn sách đó, là tôi được tặng cho thanh niên. Từ Mật Thật cho đến Hoa Xuyên Tuyết, cho nói chuyện Bùi Tín, nói chuyện với tâm tình với tuổi trẻ, tôi nói là thân tặng các bạn trẻ. Với sự hối hận của cái thế hệ đi trước, công thì ít mà sai lầm thì nhiều, tôi khẳng định là cả một cái tầng lớp của chúng tôi đó, công lao ít lắm mà sai lầm thì đây nữa. Và đã sai lầm về đường lối rồi không quay trở lại được, quay trở lại với cái thế giới dân chủ, với tự do rồi. Mà đến bây giờ là sứ mệnh của chúng tôi, người cao tuổi, cùng các bạn trẻ là phải đưa đất nước lái về một cái hướng khác, đi với thời đại, đi với những giá trị lớn nhất của thời đại là dân chủ và pháp quyền, xây dựng một chế độ có pháp luật công minh, chứ không phải là lấy ý kiến của đảng ủy thay cho pháp luật. Xin nói về quân đội nhân dân. Theo ý nghĩa, quân đội nhân dân được thành lập để bảo vệ tổ quốc và bảo vệ nhân dân. Nhưng trong hoàn cảnh ngày hôm nay, theo ông thì quân đội nhân dân đang đóng vai trò gì? Quân đội là quân đội nhân dân, do đó mà nó gắn bó với gia đình, phần đông là nông dân. Mà bây giờ phần đông là nông dân mất đất, cho nên cái tâm trạng của xã hội, của nhân dân ra sao thì tâm trạng của quân đội nhân dân như thế. Cho nên cái phẫn uất của xã hội như thế nào thì những người lính bảo vệ họ thay phiên nhau, mà không phải là quân đội nhà nghề, thì cái điều đó là khác căn bản với lực lượng công an. Lực lượng công an mới thật sự là lực lượng của đảng, bởi vì nó được đặc quyền đặc lợi, nó ăn hiếp nhân dân, nó được những cái số tiền rất lớn. Anh có thể tưởng tượng là bộ công an đó, cái ngân sách của nó cao ngang với ngân sách của quốc phòng. Anh có biết là trong chiến tranh, tướng công an chỉ có ba tay thôi, ba ông tướng thôi.
Thứ trưởng Công an Nguyễn Tài mới là đại tá thứ trưởng. Bây giờ nó là bao nhiêu? 670 tướng. Nó lên cấp vượt bậc hết tất cả. Và mỗi một cấp tướng như thế là có xe cổ, nhà cửa, người phục vụ, nhà ăn các thứ vân vân. Tức là nó thành một cái loại quân khác. Và quân đó là theo đảng đến chết. Trên đó mới đàn áp nhân dân. Chứ tôi nghĩ là nếu mà quân đội ta mà được lệnh, quân đội nhân dân mà được lệnh đó, quân đội nhân dân Việt Nam được lệnh đàn áp, nó không đi. Chỉ có những đơn vị đặc biệt chống nổi dậy mang của công an và an ninh được huấn luyện đặc biệt để nó biết là ra lệnh cho những cái đơn vị nhân quân đội nhân dân thường thì nó không chấp hành đó. Bởi vì hàng ngày nó gắn bó với xã hội, gắn bó với mất đất, gắn bó với nhân dân, gắn bó với dân oan. Cho nên tôi biết như thế. Do đó tôi nghĩ là cái tâm trạng của quân đội nhân dân là như thế. Mà bây giờ nếu mà ra lệnh, nếu có chiến tranh thì quân đội nhân dân vẫn là quân đội hăng hái, đương đầu với ngoại xâm. Tất nhiên là không hái bằng trước thôi, nhưng mà tôi nghĩ là không kém đâu. Chỉ có lực lượng của công an là cái lực lượng đáng nghi ngờ trong cái sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc. Giả sử một thiên an môn sẽ xảy ra tại Việt Nam, vậy thì quân đội nhân dân có đàn áp thẳng tay như biến cố đẫm máu tại Thiên An Môn ở bên Trung Quốc năm 1989? Tôi nghĩ là nó có một đơn vị đặc biệt chống nổi dậy. Cái lực lượng ấy nó cũng nhồi nhét cái tư tưởng trung thành với đảng và nó được nuôi dưỡng đặc biệt. Cái lực lượng ấy nguy hiểm lắm. Nó còn rất có thể. Để nó biết là quân đội nhân dân không đáng tin cậy, cho nên nó lập ra những cái quân đội đặc chủng riêng để chống nổi dậy, có cả xe tăng. Cho nên cái lực lượng ấy mới nguy hiểm. Cho nên là tôi nghĩ là ta phải vận động, giải thích để mà phòng ngừa những cái đàn áp như thế, để mà làm sao những cái lực lượng chống nổi dậy đó như là quân đội Ai Cập. Là sứ mệnh của chúng tôi là bảo vệ dân, không bao giờ chúng tôi bắn vào nhân dân. Phải nêu cao cái kinh nghiệm đó. Và thậm chí chúng tôi vẫn có trách nhiệm bảo vệ những cuộc nổi dậy của nhân dân. Thế thì phải đi đến một cái quyết định như thế. Thưa ông, thì ông đã viết là ông muốn làm chiếc cầu nối đối với giới trẻ trong nước. Thì sau đó thì chúng tôi có thấy ông phát hành cái tập sách Tâm tình với giới trẻ của Bùi Tiến. Hôm nay thì ông nghĩ gì về giới trẻ trong nước trước những thử thách về tự do và nhân quyền bị đàn áp tại Việt Nam? Nếu mà nói với tuổi trẻ đó, thì tôi nghĩ là cái điều duy nhất tôi muốn nhắc là các em hãy suy nghĩ bằng cái đầu tỉnh táo của mình. Tức phải rèn luyện cho mình cái độc lập suy nghĩ. Đừng có bị ảnh hưởng bởi cái tuyên truyền, cái nhồi nhét của cái cơ quan tuyên truyền. Mọi cái gì là sự thật đều phải sàng lọc qua cái tư duy của cá nhân mình. Thế và do đó trên vừa qua đó, trong năm qua tôi có thể nói là tôi bái phục cái gương tư duy độc lập của hai cô sinh viên Việt Nam. Một là em Đỗ Thúy Hằng, là sinh viên năm thứ hai trường luật. Em đã viết rất nhiều bài nói về cái quyền sở hữu đất đai. Và em ta nói là cái vế thứ nhất, cái mệnh đề thứ nhất là sở hữu toàn dân đó, là một cái mệnh đề sai lầm. Để đi đến cái mệnh đề thứ hai là cái tim đen của chế độ. Là gì? Là đất đai là sở hữu toàn dân, được nhà nước thống nhất quản lý. Bởi vì không lẽ cả 90 triệu dân quản lý tất cả mọi đất đai, cho nên là nhà nước thống nhất quản lý. Nhưng nhà nước là ai? Là đảng. Cho nên là đảng không hề tốn một giọt mồ hôi nào để khai thác đồng ruộng trên cả nước, bỗng nhiên có quyền lấy bất cứ mảnh đất nào để thu hồi. Thế rồi là để quyết định
cái việc đền bù và quyết định cái việc cưỡng chế, tức là ăn cướp đất của người ta. Thế đấy là cái thảm họa đối với nông dân mà hiện nay bao nhiêu trí thức đòi là phải trở lại với cái sở hữu cá nhân là chính về đất đai, trong đó có sở hữu tập thể của nhà thờ, của chùa, của dòng họ, hoặc là cái sở hữu của công, của mỗi một xã có một ít đất để mà khuyến học, để mà xây dựng đường xá vân vân, nhưng mà đại bộ phận vẫn là của cá nhân. Thí dụ thứ hai mà tôi còn rất là quý mến em sinh viên tên là Lê Vũ Cát Đằng. Thế thì em ta kể rằng là 30 tháng 4 năm ngoái, nhân dịp đó cô giáo ra một cái đầu đề là nhân cái ngày lịch sử này, em hãy viết một bài luận văn nói về cái suy nghĩ của em về cái ngày lịch sử nhân dân ta đánh thắng hoàn toàn là giặc Mỹ, đế quốc Mỹ xâm lược. Thế thì em ta suy nghĩ hai ngày rồi em ta gặp cô giáo, em ta bảo rằng là em rất muốn viết theo cô và viết theo giáo trình nhưng không thể. Thế là cô giáo giật mình, bảo là em suy nghĩ thế thì nguy hiểm quá, vậy thì em phải lên thư viện tham khảo rất nhiều sách báo của Đảng để mà suy nghĩ cho đúng đắn, bởi vì em là thanh niên cộng sản rồi em còn phải phấn đấu vào Đảng Cộng sản. Thế thì hôm sau nữa em ta đưa lên một bài luận văn và em ta nói rõ rằng là đế quốc Mỹ Hoa Kỳ không phải là giặc, không phải đế quốc Mỹ xâm lược. Và em ta lập luận rằng là em ta đã có tài liệu với nước Nhật, tức là nước Nhật sau 15 năm bị chiếm đóng đó, thì đã thống nhất bầu 9 anh hùng trong thời kỳ thần kỳ của Nhật Bản trỗi dậy. Và trong 10 anh hùng đó thì 9 người là Nhật Bản, chỉ có một người nước ngoài, đó là thống chế MacArthur. Và ông ta nói rằng là ông MacArthur đã cầm đầu cái đạo quân chiếm đóng, nhưng mà ông ta đã chủ trương giữ cái Nhật Hoàng và cải biến cái chế độ Nhật Hoàng thành ra một nước dân chủ hiện đại, và giúp cho Nhật Bản xây dựng lại sau chiến tranh với một cái bước thần kỳ, đoàn kết toàn dân tộc và trở thành ra một cái nước hùng mạnh nhất ở châu Á. Thì do đó em ta bảo là một người mà đế quốc giặc thì không thể làm được một cái thần kỳ đến như thế. Vậy thì Hoa Kỳ không có tham vọng gì chiếm đất đai của Việt Nam, cho nên em không thể nói rằng Hoa Kỳ là đế quốc xâm lược được. Nếu có một lời mời ông về lại Việt Nam thì ông sẽ phản ứng như thế nào? Hiện nay thì cũng đã bắn tin họ mời tôi về đấy, nhưng mà mời theo cái kiểu mời của họ, qua một anh tham tán ở sứ quán mà nói là chúng tôi được lệnh là nếu ông về thì sẵn sàng giấy tờ thôi và đảm bảo an toàn cho ông thôi, nhưng khi ông về thì ông sẽ giải trí chơi với con với cháu, đừng nói gì nữa, bởi vì ở trong nước bây giờ người ta còn nói mạnh hơn ông chứ. Tức là tôi biết là đấy là một kiểu họ mời tôi về để mà họ muốn bịt mồm tôi, bởi vì họ nghĩ rằng là cái lời nói của tôi hiện nay vẫn còn có tác dụng, vẫn còn có thuyết phục đối với trong nước, và đối với họ vẫn còn rất nguy hiểm. Thì cái điều đó làm cho tôi rất vui, tức là cuộc sống của tôi càng chứng tỏ là càng có ý nghĩa, là tôi đã đóng góp vào trong cái quá trình cái sứ mệnh dân chủ hóa đất nước. Do đó mà tôi rất mừng là 24 năm nay tôi có thêm không biết bao nhiêu là bạn. Đã có những chống đối ông Bùi Tín tại hải ngoại về những bài viết của ông, hay là những phản ứng gay gắt trong các cuộc hội thảo mà ông tham dự, thì ông đã phản ứng như thế nào? Và ông có tìm hiểu nguyên nhân của những cái sự chống đối đó hay không? Vâng, tôi đã vấp phải những cái phản đối có lần rất dữ dội ở Pháp, dữ dội ở San Jose nữa chứ. Nhưng mà tôi rất là tỉnh. Tôi luôn luôn tự nhủ là gì? Là những người chưa hiểu về mình, cho nên mình phải biết bao dung, biết tha thứ, và phải biết nhận là phình nình,
là do mình chưa làm cho họ rõ cái tâm trạng, cái cống hiến, cái hoạt động của mình thôi. Cho nên một khi mà họ đã rõ thì là sẽ xong thôi. Cho nên là tôi luôn luôn đáp lại bằng sự thật, bằng sự bình tĩnh, sự tỉnh táo. Và tôi cũng nhận ra những cái thiếu sót của mình, những cái hạn chế của mình. Ông có dự tính làm những cái gì trong những ngày sắp tới hay không? Sắp đến thì tôi vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình ở trong nước, quan hệ chặt chẽ với một số anh em dân chủ ở trong nước để họ bồi dưỡng cho mình cái hiểu biết ở trong nước. Tôi vẫn tiếp tục viết bài, viết báo để mà đem cái tư duy, cái suy nghĩ của mình cho đến những người người ta lắng nghe ở trong nước. Thì đó là một cái cống hiến duy nhất mà tôi nghĩ là có ích hơn nhiều lần cái thời kỳ trước kia, thời kỳ trẻ. Cho nên tôi luôn luôn cảm thấy mình là trẻ hơn trước, và tư duy của mình không đến nỗi cùn, không đến nỗi lẩm cẩm, dù là tôi đã gần 90 tuổi. Thưa ông Bùi Tính, trước khi đặt cái câu hỏi cuối cùng để kết thúc buổi phỏng vấn ngày hôm nay, thay mặt các anh em trong Vietnam Film Club, xin gửi đến ông lời cảm ơn chân thành vì thì giờ khá nhiều ông đã bỏ ra cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng cái sự đóng góp của ông làm sáng tỏ một số vấn đề của lịch sử, hay là những chia sẻ của ông có thể là những điều bổ ích cho những người đang quan tâm đến vận mệnh đất nước, đặc biệt trong cái bối cảnh mà Đài Hoa mất nước ngày hôm nay. Xin chúc ông thật nhiều sức khỏe và tuổi thọ, và cũng mong có dịp được đọc những cái bài mới của ông ở trên các diễn đàn. Và đây là cái câu hỏi cuối cùng. Nếu may mắn đất nước Việt Nam dưới hình thức nào đó đi theo con đường dân chủ, thì nếu ông trở về quê hương, ông sẽ đóng góp những gì cho đất nước? Lúc đó thì cái điều mừng nhất của tôi là được trở về với quê hương, với bạn bè, với vợ con tôi. Thế và lúc đó tôi không có làm một cái chức vụ hay gì hết. Tôi vẫn tiếp tục mãi mãi là một nhà báo tự do.